Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ của Đảng, của cả dân tộc ta. Nhưng với miền Nam mảnh đất đi trước về sau, kiên cường đánh giặc từng chịu nhiều đau thương, gian khổ, là nơi Bác gửi gắm những tình cảm tin cậy và yêu thương nhất. Bác từng nhiều lần nói rằng, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi, và đồng bào miền Nam cũng luôn dành những tình cảm yêu quý nhất, kính trọng nhất đối với Bác. Văn học cũng là một trong những cách để người ta có thể ghi lại, chứng minh và truyền đạt tình cảm to lớn của Bác dành cho dân tộc nói chung và người dân miền Nam nói riêng. Cuốn sách Bác Hồ với miền Nam do Vũ Kim Yến siêu tầm và biên soạn nói lên tình cảm của Bác dành cho đồng bào và chiến sĩ miền Nam, cũng như tấm lòng của những người con miền Nam đối với Bác. Với nguồn tư liệu phong phú, cuốn sách cung cấp bổ sung thêm cho kho tàng sách viết về Bác Hồ, giúp cho độc giả có cái nhìn đầy đủ và hoàn thiện hơn về Bác. Cuốn sách bao gồm 32 tham luận và báo cáo tại Hội thảo khoa học Bác Hồ với miền Nam với Bác Hồ, được sắp xếp thành 4 phần cơ bản. Phần 1, Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Phần 2, như có Bác Hồ trên mọi nẻo đường chiến đấu và chiến thắng. Phần 3, Bác Hồ trong trái tim của đồng bào các dân tộc tôn giáo. Phần 4, miền Nam trong trái tim Bác, Bác sống mãi trong lòng đồng bào miền Nam. Cuốn sách Bác Hồ với miền Nam cho thấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn trong tình cảm của mỗi người dân miền Nam, dù họ đã được gặp hoặc chưa một lần gặp người. Sách tập hợp những bài viết liên quan đến hành trình từ Huế đến Sài Gòn của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, những hoạt động chính yếu của người làm thông ngôn giúp nông dân Huế, theo học tiếng Pháp tại Bình Định, dạy học ở trường Dục Thanh, đều được tổng hợp đầy đủ trong phần đầu cuốn sách. Phần phụ lục tập trung vào nội dung tài liệu cương lĩnh chính trị, thư từ, điện tín Bác Hồ gửi vào miền Nam thành đồng trong hai cuộc kháng chiến, những lời thăm hỏi, động viên chiến đấu, chúc mừng đồng bào miền Nam. Tự chung lại đều thể hiện tình cảm hết sức cao quý, miền Nam luôn trong trái tim người. Khi Bác đi xa, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang ở giai đoạn ác liệt nhất, càng đánh càng thắng, càng đánh càng mạnh. Miền Nam xứng đáng với bốn chữ của Bác tặng, thành đồng tổ quốc. Chủ trương, đường lối giải phóng miền Nam, những lời dạy bảo chí tình, những sự quan tâm chăm sóc ân cần chu đáo trong những lần Bác gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam, đã trở thành nguồn sức mạnh động viên, cổ vũ toàn thể nhân dân miền Nam. Bác nói, miền Nam luôn trong trái tim tôi. Câu nói đó khiến mỗi người dân miền Nam nghe một lần để rồi nhớ mãi. Nhờ đó mà nhân dân miền Nam đã vượt qua mọi hy sinh gian khổ để cùng đồng bào cả nước chiến đấu giành thắng lợi cuối cùng, thống nhất toàn vẹn tổ quốc. Bởi cũng nhờ sự quan tâm lớn lao mà nhân dân miền Nam như được sống trong trái tim vĩ đại Hồ Chí Minh. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ, trái tim đón nhận mọi khổ đau, bất công trên cõi trần để lọc nên những dòng máu cháy bỏng cách mạng. Tình cảm của Bác với miền Nam được thể hiện với một lòng tin mãnh liệt rằng tôi chắc và đồng bào cả nước đều chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ. Tôi chắc và tất cả đồng bào đều chắc rằng những người và những dân tộc yêu chuộng bình đẳng, tự do trên thế giới đều đồng tình với chúng ta. Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng. Sinh thời Bác Hồ luôn luôn dành cho cách mạng miền Nam và nhân dân miền Nam sự quan tâm và những tình cảm thân thương nhất. Bởi đồng bào và chiến sĩ miền Nam là những người phải chịu nhiều đau khổ, hy sinh mất mát trong công cuộc chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc. Vào tháng 2 năm 1966, tại ngôi nhà sàn ở Phủ Chủ tịch, Bác nói với các đồng chí trong Bộ Chính trị: đã bao lần tôi yêu cầu vào Nam, sao các chú không thu xếp cho tôi đi? Sao các chú không để tôi đi? Bây giờ tôi còn đang khỏe, đi lại thuận tiện. Không vào Nam Bộ được thì vào khu 5 hay một vùng giải phóng nào đó cũng được. Các chú định lúc nào mới cho tôi đi? Tôi đề nghị mãi mà các chú vẫn cứ từ chối. Như những câu thơ đầy xúc động của tác giả Tố Hữu trong bài thơ Bác ơi. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Bác nghe từng bước trên tiền tuyến, lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa. Ngay cả thời buổi dịch bệnh tràn lan, chống dịch như chống giặc hiện nay, lời Bác dạy lại một lần nữa trở thành niềm tin và động lực cho nhân dân trên toàn đất nước Việt Nam ta.
đặc biệt là vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh thời điểm hiện tại. Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính đáng. Đối với bản thân em nói riêng và tất cả những độc giả của quyển sách Bác Hồ với miền Nam với Bác Hồ nói chung. Khi nhìn thấy niềm tin và lòng yêu thương vô bờ bến của Bác từ thuở ấy, như có một dòng nước ấm le lỏi chảy vào tim, vực dậy tinh thần cho mỗi người dân và cả những chiến binh áo trắng, những chiến sĩ nơi tiền tuyến đang đấu tranh và chống chọi với dịch bệnh. Và từ đó giúp em luôn có một lòng tin vững chắc rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng vì chúng ta là Việt Nam. Đừng quên đọc thử quyển sách Bác Hồ với miền Nam với Bác Hồ để hiểu hơn về tình cảm Bác dành cho miền Nam và dân tộc ta nhé.